Dạ vâng, em Quốc Hùng, âm thanh báo để xin kính chào toàn thể tất cả anh em. Và trước mắt tất cả anh em là một chiếc đáy bi quay có mã là BV 103K. Thì hôm trước em có một con là 805C, cũng là hãng BV, về thiết kế ngoại hình nó như nhau. Và con này là con BV 103K, con lớn hơn nha bác. Con này có công suất là 1000W nhân 2 là ở 2 ohm, hàng made in USA nha. Và thiết kế con này thì cực kỳ là đẹp nha bác, thiết kế rất đẹp, nhìn rất sang với một màu xanh làm nổi bật cái mặt diện của cái sản phẩm lên, cực kỳ là sang trọng. Bi quay, chất âm của bi quay thì phối phối bằng chất âm cực kỳ là hay, tất cả rất là đẹp nhiều bác nha, cực kỳ đẹp. Nắp lưng á, dòng BV này thì nó không có in, sơ đồ cho bác nha. BV thì cái đời BV thì nó không có in sơ đồ trên nắp lưng. Và như thiết kế nó thì nói chung là nó đơn giản hơn là những cái dòng CS 1200. Nếu về so sánh công suất thì cái con này nó công suất lớn hơn cả là CS 1200X nha bác. Ở 1200X thì công suất nó là 900 nhân 2. Đấy, con này là 1000W nhân 2 nha. Đấy, rất là lớn. Nhưng mà sò thì nó chạy ít hơn. Thì con này chạy là tổng cộng là 24 sò sách Motorola, 24 sò. Trong này tổng cộng là 20 con sò và ở đây 4 con nữa. Vị trên 4 này, phía dưới 4 này tổng cộng có 2 vị. Vị trên 2, phía dưới 2 là tổng cộng 4 con. Còn nó là 24 con. Ở trong này là 20 con nha bác. 2 4 6 8 10 12 14 16. Tổng cộng là 24 con nha bác nha. Trong này thì nó có tổng cộng là 20 con và đây 4 con là 24. Đây. Con này thì rất đẹp nha bác, về ví mặt cũng như là về cái nội thất bên trong cực kỳ là đẹp và sáng. Sử dụng một cái tăng phô khủng bố. Đây, tăng phô nó rất là khủng luôn bác. Một cái tăng phô cực kỳ là to. Đấy. Cái con này nó có chiều cao lên đến là 17cm và cái tăng phô nó là bằng luôn nha. Bằng luôn. Đấy, tăng phô nó cao tới 17cm. Một cái tăng phô cực kỳ là khủng, rất là nặng và bọc luôn, bọc đồng. Vâng, và đây là cái phía ngồi đằng sau của sản phẩm thì nó sử dụng tạm lo bắp chuối mỏ chim, sử dụng của bi quay 6 ly. Và đường vào là gồm đường 6 ly nha. Đây là cái volume chiếc áp. Con này có công suất tiêu thụ điện là 1500W, điện là 220 đến 240 nha bác nha. Đấy. Hàng bao đẹp luôn, made in USA. Con này có công suất là 1000W ở 2 ohm này. 1000W ở 2 ohm, 650W ở 4 ohm và 500W ở 8 ohm. Chơi xuống được tới 2 ohm nha bác nha. Nên là cái các bác ghép nhiều lo rất là thoải mái luôn. Rất là thoải mái ghép nhiều lo. Hàng rất là chất lượng, một con bi quay. Với cái công suất này thì tất cả bác có thể ghép vào những đôi loa lớn như là những đôi loa 3 đường tiếng của Mỹ như thế này, bass 40 hoặc là bass 50 đánh vô tư luôn các bác. Đấy, công suất nó 500W trong kênh 8 ohm và 650W trong kênh 4 ohm, 1000W trong kênh 2 ohm. Công suất cực kỳ là lớn nha bác, cực kỳ là lớn luôn. Hàng thì bên em bao đẹp, bao xinh nhé. Rất đẹp nha bác.
Và sản phẩm này thì bên em đang có mức giá cực kỳ là tốt cho bác, giá là 11 triệu nha. Giá là 11 triệu bên em đã bao ship toàn quốc cho bác một con đấy rất là khủng long, công suất 1000W, rất là khủng nha bác nha. Đây, ở đây thì là cái dây, em sẽ tặng kèm theo máy khi tất cả bác mua khách mua sản phẩm bên em, thì bên em sẽ tặng cho bác một cái cặp dây Canon lên vang để các bác về cắm vào hát hò karaoke. Do này là dây xịn sò máy ghi da băng nha bác, dây Canary của Nhật. Chơi đó xịn là phải chơi dây xịn nha bác nha. Nhiều bác đôi lúc chơi những cái dây chợ về nó bị sau thời gian nó bị oxy hóa thì nó gây nhiễu, gây ầu, gây sôi, gây nhiễu tín hiệu ở loa, gây ầu, gây nổ loa, gây sôi ở loa thì nó không được tốt. Nên các bác cứ việc chơi dây xịn như thế này, dây như thế này thì bên em vẫn bán nhé, giá là 300.000 một cặp nha bác. 300.000 một cặp, mỗi sợi là dài 1 mét, mỗi sợi dài 1 mét nha. Rầu xịn luôn. Vâng, giá là 11 triệu, bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm đáy công suất Nhật Mỹ thì liên hệ với Quốc Hùng. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả bác liên hệ với Quốc Hùng qua 2 số điện thoại trên màn hình. Và trên đây là cũng là hai sản phẩm của Mỹ rồi bác, một sản phẩm cover và một sản phẩm đến từ hãng Bway CS1200X. Rồi, Bway BB 1.3K, bác nào chốt nhanh liên hệ em nha. Em ơi, con này thì nó sản xuất năm 1994 nha bác, 1994. Ở đây thì nó có in luôn này. Đấy, sản xuất năm 1994 này bác nha. Bway Electronic. Đấy. Năm 1994 này gần 30 năm rồi bác nha. Gần 30 năm một sản phẩm này còn cực kỳ là đẹp luôn. Qua thời gian thì vẫn rất là đẹp. Đấy. Mặt thì còn rất là mới luôn. Rất là mới. Vâng, và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha.